từ đất xa xưa tổ tiên cha ông, chúng con sỏi dưa dư anh dư cương ngày đây mai đó dẫn theo sông Ba Cô. Lúc bây giờ ông bà tổ tiên chúng con còn sống trong bóng tối tội lỗi, nhờ các nhà truyền giáo Tây phương mà lên sáng trú tại cứu giải trên dân tộc Rangamana. Chúng con mãi đến năm 1896 Hà Mòn có tu mới có người nhập đạo, sau đó có linh mục và các ngôi nhà thờ đầu tiên tại Đắc Tan. Do hỏa hoạn, ngôi nhà thờ này bị thiêu hủy hoàn toàn. Lúc này dân làng đã rơi đi nơi khác và định cư tại Đắc Man. Tại đây lần lượt có các nhà khác gia đình phụ, đầu tiên là cha Giang, là cha Cha Vi, Cha Ban, Cha Tiên, Cha Sung, Cha Anh, Cha Thân. Một lần nữa là chúng con lại đi rời đến Đắc Lan. Tại đây
Thank you.
để được trong nhà cầu nguyện này và dùng lên thánh thần thánh tẩy chúng ta là đền thờ người. Jesus, I'm ready. The Lord, I'm not afraid.
Chúa để ẩn khuôn cung điện này xin bao cả hai lạy Chúa để ẩn khuôn cung điện ngài cả ai xin bao
và ở cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vì danh Chúa. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò, bồ câu và những người đang ngồi đổ tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Now then, khi rong găng tên dư đêu qua dòng trô, Giêsu đây tóc tơ tơ lây Giê-ru-sa-lem. Vì bố tơ nằm khóc, tay để cha tết bật gờ mò, bên con chiên, bên sang cơ tập băng ngu cha hợp đi dền. Đi dọc tờ lây, bên sân lây, cơ bơ bút tờ lạc cằn hắc, tôn tâm con chiên, con rơ mò, ru út tờ ba, tờ đi dền. Bài thờ lực cơ bán cằn hắc, đi khăn cơ đê mà bờ đó sang cơ tập lạc, để mà thay tờ lạc đấng ấu tôn tờ rồng mờ nọ, đem nhà tôn cờ nam ba kính dín nam tơ lo tơ chàng bật ấy để làm đi tơ tôm lục gà tơ chi lê đón tổ bắp giang cơ nam y bơm cơ in xin hà liền để dư điệp dạch dê sư lê y tơ bố cơ nhôn tơ ra y kia mà cơ bơm tơi nọ đi tơm cơ căn hắt lê dân ra tai nạn khóc ẩu lớn tên nào tính tôi tới dương nghìn để dư đều khăn để con nam tổ cơ tách vương dít tờ trâu xe nằm tớ ma lên tên na ý gơ tới dương thoại giờ trong đi bà ma gà nằm khóc ạ chí qua khăn ca ạ câu đi cơ đi mơ non bất đi sang chung ta ý để làm một cơ ta cả đỡ đi bơ ma mơ nó cơ na kim lui cơ lạc a đỡ là bà giang bằng bơ là Giê-xu sang khăn. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu? Tham dự nghi lễ làm phép ngôi nhà thờ mới
tại làng Đắc Anh này. Các bài đọc lời Chúa hôm nay đều nhắc tới đền thờ, đây là nhà thờ. Nhà thờ là nơi kính thần linh hay là tôn kính một người có công đức lớn lao gọi là nhà thờ. Có rất nhiều các loại nhà thờ ở trong các làng và trong các thôn xóm, có những nhà thờ to để tưởng nhớ tới tổ tiên của một cái dòng họ nào đó. Đối với người Công giáo chúng ta, nhà thờ còn gọi là giáo đường hay là thánh đường, là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Cũng có khi chúng ta được nghe nói đến nhà nguyện. Nhà nguyện cũng là nơi thờ phượng Thiên Chúa, nhưng mà với một cái quy mô nhỏ hơn. Ở đây chúng ta cũng có thể nói được là nhà nguyện đa tầng. Rồi chúng ta cũng còn nghe nói tới đền thờ hay là đền thánh. Khi nhà thờ mang tính cách tăng trọng hơn thì có thể được đặt tên là đền thánh hay là đền thờ. Ở trong chủ ước như chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất hay là trong bài tin mừng cũng có nhắc đến đền thờ Jerusalem. Đối với người Do Thái, đền thờ Jerusalem là trung tâm tôn giáo của họ. Đền thờ Jerusalem là nơi mà dân Do Thái rất là coi trọng. Chính Chúa Giêsu và các tông đồ đã nhiều lần lui tới đền thờ Jerusalem này. Vì tầm quan trọng của nơi đây, cho nên Jerusalem được dùng như là hình ảnh của nước trời, mà chúng ta gọi là Jerusalem Thiên Quốc. Chúng ta đang trên đường lữ thứ trần gian và hướng về Jerusalem Thiên Quốc, đó chính là nước trời. Đền thờ, nhà thờ hay nhà nguyện ở trần gian đều là những cơ sở vật chất. Những cơ sở vật chất này rất là quan trọng đối với người tín hữu chúng ta. Bởi vì nhà thờ hay nhà nguyện là nơi thể hiện cao độ đời sống tôn giáo qua việc cầu nguyện và qua các lễ nghi tôn giáo. Nhà thờ có thể nói được là trái tim của một trời giáo xứ, của một giáo họ hay là một cái ngôi làng. Bởi vì chúng ta có thể nói được rằng mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời của người Công giáo đều có liên quan đến nhà thờ, nhà nguyện. Từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, có những cái mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà thờ và cuộc sống của người có đạo. Khi sinh ra được rửa tội, chúng ta đưa các em bé tới nhà thờ để lãnh nhận đi tinh hoàn tẩy. Hay là ở trong giáo xứ, giáo họ hay là trong làng, có những anh chị em dường tòng muốn trở nên con cái của Chúa thì cũng đưa tới nhà thờ để lãnh nhận nghi thức rửa tội. Các em nhỏ sau khi được rửa tội đến tuổi khôn thì được xưng tội rước lễ lần đầu, và cái điều đó, việc xưng tội rước lễ lần đầu cũng xảy ra nơi nhà thờ hay là nhà nguyện của thôn xóm của mình, ở trong giáo xứ hay là giáo họ của mình. Rồi các em lớn lên làm những cái tiên sức cũng tại nhà thờ. Và nếu mà cuộc sống của người Kitô hữu được ơn Chúa gọi để đi tu, thì khấn hứa hay là
chúa thánh được thụ phong linh mục. Những lễ nghi đó cũng diễn ra trong nhà thờ và nhiều khi còn trang trọng hơn ở tại nhà thờ chánh tòa. Rồi tới lúc lập gia đình, các đôi hôn phối cũng được làm lễ thề hứa với nhau trước mặt Thiên Chúa, trước bàn thờ của Chúa, trước đại diện của giáo hội cũng tại nhà thờ hay là trong nhà nguyện của giáo sư hay là giáo họ của mình. Đến lúc chết đi, khi thánh lễ an táng, thánh lễ cuối cùng của đời người, mọi người cũng được, cũng muốn được để đem đến ngôi nhà thờ thân yêu của giáo sư hay là giáo họ của mình. Chính vì thế mà nhà thờ hay nhà nguyện là cái nơi mà mọi người đều tôn trọng. Trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đã tôn trọng đền thờ. Ngài đã xua đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ, không thể cho ngôi đền thờ của Chúa thành nơi buôn bán. Chúa Giêsu đã đến, Ngài đã thường giảng dạy dân chúng ở trong đền thờ và Ngài gọi nhà thờ là nhà của cha Ngài, không biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ nói đến ngôi nhà thờ vật chất. Cơ thờ vật chất chỉ là hình bóng của một thực tại thiêng liêng. Nhà thờ hay là nhà nguyện còn là hình bóng của hội thánh, mà hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan cũng như là các môn đệ sau này đã hiểu Chúa Giêsu muốn nói tới khi mà người ta phá đền thờ Jerusalem đi, thì trong 3 ngày Chúa xây dựng lại, và Thánh Gioan đã hiểu rằng Chúa Giêsu nói đến cái đền thờ thân xác của Ngài. Ngài chết đi nhưng mà 3 ngày sau Ngài sống lại. Vậy thì thân xác của Đức Kitô là đền thờ của Thiên Chúa. Và nếu mà chúng ta nói thêm, ngay cả thân xác của Đức Mẹ cũng là đền thờ của Thiên Chúa, như là chúng ta đọc vào trong Kinh Cầu Đức Bà. Đức Bà là như đền vàng vậy. Thân xác của Đức Mẹ cứ mang Chúa Giêsu, cho nên thân xác của Đức Mẹ cũng được coi như là đền thờ của Thiên Chúa. Đức Mẹ cứ mang Chúa Giêsu, Đức Mẹ trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta đến với Đức Mẹ để gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta đến với Đức Mẹ để Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa. Thời gian trước đây, như là vị đại diện của giáo họ vừa mới nói, có những anh chị em đã hiểu sai về cái vai trò của Đức Mẹ. Đức Mẹ không phải là cái nơi để chúng ta tập trung vào Đức Mẹ, nhưng mà nơi Đức Mẹ chúng ta đến với Chúa. Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chứ chúng ta không có thờ Đức Mẹ. Chúng ta tôn kính Đức Mẹ cũng như tôn kính các thánh, và đến với Đức Mẹ để Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đức Mẹ chỉ là đền thờ của Thiên Chúa và là đứng trung gian dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, Đức Mẹ là đền thờ của Thiên Chúa. Và qua bài đọc thứ hai ngày hôm nay, Thánh Phaolô và đoạn thư gửi cho tín hữu Corinto cũng nói cho chúng ta biết, chính chúng ta, thân xác của chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải tôn trọng thân xác của chúng ta cũng như là thân xác của những người khác. Chúng ta không được làm hại thân xác của mình, chúng ta không được làm hại đến sức khỏe của chúng ta, bởi vì thân xác của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta phải biết tôn trọng thân xác của chính mình. Chúng ta không thể đầu độc thân xác của chúng ta bằng uống rượu cho thật nhiều,
hai đến thánh xác của chúng ta. Ngay cả việc hút thuốc nhiều cũng có hại đến thân xác của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết tôn trọng thân xác của chúng ta. Và đối với những người khác, chúng ta cũng không xúc phạm đến thân thể của người khác. Dù là em bé, hay là phụ nữ, hay là người yếu đuối hơn chúng ta. Chúng ta phải biết tôn trọng cái thân xác của những anh chị em của chúng ta. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay qua bài thứ nói ai hủy diệt đền thờ của Thiên Chúa, hủy diệt cái thân xác của chúng ta, Thiên Chúa sẽ hủy diệt cái người đó. Và chính vì thế mà chúng ta phải biết tôn trọng chính đền thờ mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người chúng ta. Có những hành vi phá thai, giết các em bé, đó là chúng ta xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa. Ngày hôm nay giáo họ đặc tâm của chúng ta vui mừng vì có ngôi nhà thờ mới. Dù là ngôi nhà thờ vật chất, nhưng mà cái ngôi nhà thờ vật chất này hướng chúng ta đến ngôi nhà thờ thiêng liêng, để chúng ta phải biết tôn thờ Chúa trong những ngôi nhà thờ thiêng liêng. Đặc biệt là chính mỗi một người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Amen. Trần Hưng Đạo Quân đội Việt Nam số 50.
và đức Quân Tung. Giấy chứng nhận hôm nay thứ bảy ngày 31/8/2019 vào lúc 10 giờ, tôi Linh Mục Alonso Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Quân Tung, đã làm phép nhà thờ Đắc Tăng tọa lạc tại thôn Đắc Tăng, xã Sa Nghiệp, huyện Sa Thầy, tỉnh Quân Tung, thuộc giáo sư Lên, giáo phận Đắc Hà, giáo phận Quân Tung. Nhà thờ được xây dựng để kính Đức Maria Tinh Nữ Vương Bổn Mạng Thọ Đạo, mừng kính vào ngày 22/8, làm tại Quân Tung ngày 31/8/2019. Alonso Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Quân Tung, ghi tên cầu. Sau đây xin kính mời vị đại diện giáo khu thay lời cộng đoàn có lời cảm ơn. Kính thưa Đức Cha Aloisio, kính thưa Cha Tổng đại diện Phêrô, kính thưa Cha Anselmo đại diện Cha giám mục tỉnh, Cha giám tỉnh Giọng Thánh Francisco, kính thưa quý Cha Đồng Tế, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể đoàn, con xin được phép đại diện Ngài Đức Tăng bày tỏ những tâm tình, những cảm xúc của làng chúng con trong ngày trọng đại hôm nay. Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi vì Ngài luôn hiện diện và ban muôn phúc lành cho chúng con. Mặc dầu nhiều lần chúng con đã bất xứng, đã vô tâm với tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Vì lòng thương xót bao la, Ngài đã không bỏ rời chúng con. Ngài còn ban cho chúng con những ân huệ cao cả, và ngôi nhà thờ là dấu chỉ của tình Chúa thương chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Chúng con xin ước từ nay chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Kế đến, chúng con xin cảm ơn Đức Cha Aloisio đã yêu thương và quan tâm dạy dỗ và chăm sóc chúng con có được ngày hôm nay. Hơn thế nữa, Đức Cha đã nhiều lần đến thăm chúng con và hôm nay làm phép ngôi nhà thờ mới này. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ban cho Đức Cha hồn an sắc mạnh để Đức Cha tiếp tục hướng dẫn chúng con cũng như giáo phận sống niềm tin trọn vẹn vào Chúa. Chúng con xin cảm ơn Cha Tổng đại diện, quý Cha quản hạt, quý Cha Đồng Tế, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Vì lòng quảng đại và bác ái yêu thương, quý vị đã đến đây hiện chân thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con luôn ghi nhớ tình cảm sâu sắc mà quý vị đã dành cho chúng con. Xin Chúa luôn ghé mắt nhìn và chúc bình an cho mọi công việc của quý vị. Chúng con xin cảm ơn tỉnh Giọng Thánh Francisco Việt Nam đã trao gửi cho chúng con các vị
vị mục tướng đầy lòng nhân ái, đó là Cha Trung, Cha Sáng và Cha Từ. Các ngài đã dìu dắt dạy dỗ, hướng dẫn chúng con biết sống đúng tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng con xin Chúa ban muôn ơn về trên quý cha quý thầy. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi sớm có được ngôi nhà thờ mới này. Xin quý vị tiếp tục quan tâm và giúp đỡ dân làng tăng chúng tôi để chúng tôi được tự do thờ phụng Chúa. Xin Thiên Chúa ba ngôi tỏ lòng thương xót quý vị, gia đình quý vị và ban muôn hạnh phúc cho quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn ca đoàn giáo xứ Glen đã bỏ công sức để tập luyện ca hát và làm cho thánh lễ được sốt sáng nhờ lời ca tiếng hát thật tiêu luyện của các anh chị. Xin chú ban thêm lòng nhiệt thành cho các anh chị để anh chị tiếp tục phục vụ Chúa trong vai trò ca hát của mình. Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhóm thờ xây, thờ sắt, thờ gỗ, thờ sơn, thờ vẽ đã có công sức rất lớn cho việc hình thành một công trình nhà Chúa được hoàn thành mỹ mãn. Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Việt và nhóm thờ của anh. Chúng tôi thấy được sự nhiệt thành và tâm huyết của anh dành hết cho công trình xây dựng. Xin chú ban muôn hết ban muôn ơn lành đến anh và toàn thể các nhóm thờ. Nhân ngày lễ thánh thần, chúng con muốn công khai nhìn nhận những thiếu sót lỗi lầm của chúng con trong toàn thể hội đoàn. Như đầu lễ trong phần tiệc sữa, chúng con có nói đến sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Lúc ban đầu, chúng con tin vào những sự kiện được mặc khải cho tỷ nhân là bà khi đang đứng ở đây. Những điều dạy dỗ của Đức Mẹ hoàn toàn là đạo đức tốt đẹp, dạy chúng con sống đạo có thật tốt và chỉ có thế thôi. Chúng con không chiêu dự, cũng không dùng những thông điệp hàng tuần, hàng tháng để đâm đe và gây hoang mang sợ hãi cho nhiều người. Hiện nay vẫn còn nhiều nơi tiếp tục dùng phương tiện truyền thông để phát tán các thông điệp của Đức Mẹ và gắn cho chúng con rất gì đó. Chúng con xin cam kết chúng con chưa bao giờ làm những điều tương tự như thế. Nếu có, chúng con không chịu trách nhiệm về những điều họ loan tin. Xin Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn yêu thương tha thứ và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để chúng con có đức tin vững mạnh chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Đức Cha, Cha Tổng, Cha Cố Vấn món quà do tay chúng con làm nên, đó là cái gùi. Tuy không đẹp, nhưng gói trọn tâm lòng quý mến của chúng con. Chúng con cũng xin tặng một bó hoa đến anh Việt, chủ thầu, để nói lên lòng biết ơn của chúng tôi. Sau thánh lễ, chúng con xin mời tất cả mọi người tham dự ở lại để chung vui với toàn thể dân làng đất tăng chúng con trong bữa ăn tâm bạc. Chúng con xin cảm ơn.
ơn toàn thể đoàn thiếu sót, cảm ơn các quý ân nhân gần xa giúp đỡ chúng con cách này cách khác để chúng con có được ngôi nhà việt này. Nếu không có quý ân nhân thì chắc chắn chúng con sẽ không hoàn thành cái công việc nhà Chúa như chúng ta thấy hôm nay. Vì thế nhân dịp đây chúng con cũng xin cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ chúng con cách này cách khác, và xin chúc đức thần ban bình an cho gia đình của quý vị. Giờ đây chúng con xin đức cha cho chúng con đôi lời vốn từ. Thưa nhà tổng đại diện, nhà phó giám lĩnh, ban chức vụ, quý nhà hạt trưởng, quý nhà bên trên, quý nhà đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em, đặc biệt anh chị em ở làng Đắc Tân này, xin chúc mừng giáo họ Đắc Tân hôm nay đã có ngôi nhà thờ mới khang trang và xứng đáng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Và tôi cũng không quên cảm ơn cha Vinh Sơn, cha Trung đã vất vả lo lắng cho công trình này. Và tiếp lời của cha quản sứ ở đây, cảm ơn tất cả các ân nhân xa gần đã góp công góp của cách nào đó cho việc xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa trả công bồi hậu cho tất cả. Hôm nay anh chị em ở Đắc Tăng chắc là rất là vui mừng, bởi vì có nơi thờ phượng Chúa có thể như thế này. Và như lời của vị đại diện có nói, từ nay sẽ xin ăn đến để cầu nguyện ở nơi đây. Trước đây cũng có những cái sự hiểu lầm để có thể có một cái thời gian cũng đã lơ là trong công việc giữ đạo, nhưng mà không bao giờ là trễ, không bao giờ là trễ. Anh chị em biết trở về với Chúa, Đức Mẹ nếu có hiện ra thì cũng kêu gọi anh chị em đến với Thiên Chúa, đến với Chúa Giêsu để thờ phượng Ngài, và chính Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Có thể chỗ này chỗ kia người ta có thể đổ trách nhiệm cho anh chị em xuyên tạc cái này cái khác, nhưng mà anh chị em một khi trở về, anh chị em sống tốt thì sẽ là một cái gương mẫu cho những chỗ khác. Nhiều khi rồi những anh chị em bị lợi dụng, cho nên đã phá tán những cái điều không đúng. Ở đây anh chị em ở Đắc Tăng này làm chứng để thấy rằng anh chị em sống đức tin một cách tốt đẹp, nghe lời Đức Mẹ, đến với Chúa, thờ phượng Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ ban mọi ơn lành cho anh chị em. Như anh chị em kia vừa, người đại diện anh chị em vừa mới nói, Thiên Chúa giàu lòng thương xót là luôn luôn để đón chờ cũng như là đón mời tất cả anh chị em. Nếu có đi lạc đàn thì biết trở về, và Chúa sẽ trong tay ban phúc lành cho anh chị em. Cái điều cần thiết là mình trở về, Chúa không có tội gì chúng ta, chúng ta có trở về an yên đến với Chúa, kêu xin lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ tha thứ và ban muôn ơn lành cho chúng ta. Và thì hôm nay ngôi nhà thờ vật chất đã có rồi, anh chị em biết xây dựng đi ngôi nhà thờ thiêng liêng, nơi chính mỗi một người anh em, anh chị em, cũng như là cái ngôi nhà thờ này tượng trưng cho hội thánh là đền thờ của Thiên Chúa. Chúa ngự ở giữa anh chị em, trong cộng đoàn anh chị em, và đặc biệt anh chị em đến thờ phượng Chúa ở nơi đây thì anh chị em chắc chắn như thế là làm đẹp lòng Chúa. Vậy thì hôm nay khánh thành ngôi nhà thờ mới này, xin chúc mừng tất cả anh chị em. Giờ đây xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Chúa cầu phận chị em. Xin người ban cho anh chị em tràn đầy phúc lành lời trời. Amen. Chúa đã muốn tập hợp tất cả con cái người tàn mắt khắp nơi vào trong con một của người. Xin người ban cho anh chị em nên đền thờ của người và nên nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban cho anh chị em một khi đã được phúc thánh tẩy có thể gìn giữ người ngự trong vòng anh chị em và sẽ được cùng với các thánh hưởng trải nghiệm hạnh phúc muôn đời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn thân và Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Về sau chúc anh chị em đi bình an.